Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin ngày hôm nay ngày 26 tháng 1 sẽ có những nội dung chính như sau. Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thăm và chúc Tết các cơ quan trung ương. Nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, vui xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần đã được các cấp giáo hội và các tự viện trong cả nước đồng loạt tổ chức. Cùng đến với những nghĩa cử cao đẹp đó trong chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ. Tái hiện lại lễ tiến lịch, một nghi lễ trong cung đình nhà Lê xưa tại Hoàng thành Thăng Long mỗi dịp Tết đến xuân về. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay ngày 26 tháng 1 tại Hà Nội, Đoàn Trung ương Giáo hội do Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết các cơ quan trung ương. Tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết cổ truyền và khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tăng Ni, Phật tử sẽ luôn đồng hành với các cuộc vận động, các phong trào do hệ thống mặt trận đề ra, góp phần vào sự phát triển đất nước. Cảm ơn tình cảm của đoàn, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúc các cấp giáo hội, chư tăng ni Phật tử cả nước một năm mới an khang, thịnh vượng. Ông Đỗ Văn Chiến cũng đánh giá cao các hoạt động gắn kết giữa đạo và đời của giáo hội như chăm lo cho người khó khăn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, ủng hộ công tác phòng chống dịch. Chúc Tết Bộ Công an, Chư Tôn Giáo phẩm đã cảm ơn lãnh đạo bộ luôn quan tâm, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong các hoạt động Phật sự, đặc biệt là công tác bảo đảm trật tự, giúp tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cảm ơn những đóng góp của các cấp giáo hội thời gian qua, đặc biệt là việc tham gia phòng chống dịch bệnh. Thượng tướng cũng cho biết các thành tựu mà đất nước đạt được trong bảo vệ an ninh, trật tự có sự đóng góp không nhỏ của Chư Tăng Ni, Phật tử cả nước. Đến thăm Ban Tôn giáo Chính phủ, đoàn cho rằng sự quan tâm hỗ trợ của ban đối với công tác Phật sự thời gian qua đã giúp sức tạo nên những thành tựu vượt bậc, nêu cao tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo. Dịp này, đoàn đã gửi lời chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tôn giáo Chính phủ năm mới nhiều an vui và hoan hỷ. Đáp lời, bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, trân trọng cảm ơn giáo hội đã chủ động cử hàng trăm tăng ni tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19, huy động mọi nguồn lực góp sức ổn định xã hội và đẩy lùi dịch bệnh. Cũng trong ngày hôm nay ngày 26 tháng 1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm chúc Tết Chư Tôn Giáo phẩm, lãnh đạo Trung ương Giáo hội tại Chùa Quán Sứ Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, gửi lời chúc mừng tới Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử thủ đô đón xuân mới mạnh khỏe bình an. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao đóng góp tích cực của các cấp giáo hội trong việc vận động Chư Tăng Ni Phật tử hỗ trợ an sinh xã hội, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đáp lời, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chúc đoàn sức khỏe, tiếp tục lãnh đạo nhân dân khắc phục những khó khăn thử thách, xây dựng thủ đô ngày càng phát triển. Hòa Thượng cho biết Trung ương Giáo hội luôn đồng hành với thành phố trong các mục tiêu phát triển, góp phần mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân. Trước đó, Đoàn Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, làm trưởng đoàn, cũng đã tới thăm chúc Tết và cảm ơn Chư Tôn Giáo phẩm Trung ương Giáo hội đã hỗ trợ rất lớn đối với việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là việc vận động Phật tử thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19. Đáp lời, Chư Tôn Giáo phẩm cho biết các cấp giáo hội sẽ tiếp tục chung tay vì cuộc sống bình yên, ấm no của nhân dân. Thưa quý vị, các hoạt động thăm viếng chúc Tết hướng đến mùa xuân mới vui tươi và an lạc cũng đã diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Sáng nay ngày 26 tháng 1, tại thủ đô Hà Nội, Đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố do bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch và Đoàn Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Tại đây, các phái đoàn chúc mừng năm mới đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử thủ đô.
và chúc công tác Phật sự phát triển ngày càng tốt đẹp. Đặc biệt, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố thành công viên mãn. Cảm ơn sự quan tâm của các phái đoàn. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội gửi lời chúc tốt lành, bình an, hoàn thành tốt công việc đến quý lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Công an thành phố Hà Nội. Cũng trong sáng ngày 26 tháng 1, Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tới chúc Tết tại Ban Tôn giáo thành phố. Thay mặt Tăng ni Phật tử thủ đô, Thượng tọa Thích Minh Tuấn, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố gửi lời chúc mừng tới lãnh đạo ban năm mới dồi dào sức khỏe, góp sức xây dựng thủ đô xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến là trái tim của cả nước. Chiều qua ngày 25 tháng 1, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tại Việt Nam Quốc tự. Tại đây, bà Nguyễn Thị Lệ kính chúc Chư Tôn Đức Ban Trị sự cùng chư tăng ni Phật tử sức khỏe, hưởng mùa xuân Nhâm Dần an lạc. Đồng thời cảm ơn những đóng góp tài lực, vật lực cũng như tinh thần cho đồng bào trong giai đoạn khó khăn phòng chống dịch COVID-19. Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc Tết cổ truyền cũng như hỗ trợ để Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành các hoạt động Phật sự. Hòa thượng mong muốn các cơ quan của thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cấp giáo hội thiết thực chăm lo cho cộng đồng, đóng góp xây dựng thành phố ngày một phồn vinh. Còn tại Quảng Ninh, trong thời gian này, Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh do Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết lãnh đạo thành phố Uông Bí. Hòa thượng Thích Thanh Quyết thay mặt đoàn cảm ơn sự giúp đỡ của các cơ quan thành phố đối với các hoạt động Phật sự năm 2021 và chúc năm mới các cấp lãnh đạo an khang, thịnh vượng, hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra. Đáp lời, ông Nghiêm Xuân Cường, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã cảm ơn tình cảm nồng ấm của đoàn, mong muốn Chư Tôn Đức Ban Trị sự tiếp tục phát huy những Phật sự đã đạt được và đón một mùa xuân mới tươi vui, hoan hỷ. Cũng với ý nghĩa đó, Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình do Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự dẫn đầu, đã đến thăm và chúc Tết các cơ quan tỉnh. Tại đây, Thượng tọa bày tỏ lòng tri ân chính quyền các cấp đã hỗ trợ Phật giáo tỉnh nhà hoàn thành Phật sự. Đáp lời, ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy thông tin tóm lược tới Chư Tôn Đức tình hình kinh tế xã hội tỉnh nhà trong năm 2021, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo tỉnh nhà trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát triển kinh tế, nhất là chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cũng trong ngày hôm qua, Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị do Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự tỉnh dẫn đầu đã đến thăm chúc Tết lãnh đạo tỉnh. Hòa thượng gửi lời chúc mừng những kết quả mà tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra thành công tốt đẹp. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cảm ơn những đóng góp tích cực trong công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh thời gian qua và gửi lời chúc chư tăng ni Phật tử đón Tết Nhâm Dần mạnh khỏe, an lạc. Để hỗ trợ bà con khó khăn có điều kiện đón Tết đang đến rất gần, những ngày qua thì giáo hội các cấp đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa, ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh. Tại tỉnh Tiền Giang, vừa qua chùa Sắc Tứ Long An, huyện Cai Lậy cùng các mạnh thường quân và chính quyền địa phương tặng 380 phần quà với tổng giá trị 114 triệu đồng, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn, người khiếm thị địa phương vui xuân đón chào năm mới xuân Nhâm Dần. Trong khi đó, hôm qua ngày 25 tháng 1, Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử chùa Linh Sơn, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã trao 240 phần quà Tết đến các hội viên hội người mù, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn huyện. Tặng phẩm gồm tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm khác với tổng kinh phí thực hiện là 110 triệu đồng. Cùng thời gian này tại tỉnh Bình Phước, Đoàn Phật giáo Người Hoa thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đến thăm và tặng quà bệnh viện Nhân Ái. Tại đây, Thượng tọa Thích Huệ Công đại diện đã trao 170 triệu đồng hỗ trợ y bác sĩ và bệnh nhân. Cùng với đó là nhiều phần quà do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng. Sáng nay ngày 26 tháng 1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức trao tặng 500 phần quà cho các hộ nạn nhân chất độc màu da cam và người mù trong toàn huyện. Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo và tiền mặt với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng. Đây là tấm lòng của Chư Tôn Đức chùa Thiên Phước và Giáp Phước với hy vọng sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết Nhâm Dần 2022.
cái hoạt động này đó thì nó nằm trong cái chuỗi hoạt động của cái chương trình hạt gạo từ bi mà Phật giáo huyện Củ Chi đã phát động trong năm 2021 nhằm chia sẻ những cái khó khăn đối với những cái hộ gia đình yếu thế, những cái hộ đặc biệt gặp những cái trở ngại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, một cái Tết sum vầy đầm ấm và hạnh phúc là mong muốn của mọi nhà, mọi người. Thế nhưng mà trong xã hội thì vẫn còn rất nhiều mảnh đời khó khăn và vất vả. Thấu hiểu được điều đó thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang đã đến tận nơi đồng bào biên giới và vùng khó khăn để trao hàng trăm suất quà với mong muốn góp phần tạo nên cái Tết đủ đầy, một mùa xuân yêu thương đến với bà con dân tộc thiểu số. Trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần, bà Đặng Thị Hội, người dân tộc Giao cùng với hàng trăm bà con tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang có mặt đông đủ để cùng nhau đón những lời chúc mừng năm mới yêu thương của Chư Tôn Đức Tăng Ni gửi trao. Và có lẽ đây là một năm thật đặc biệt với bà khi Tết đến có thể sắm cho các cháu tấm áo mới, bữa ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng. Hôm nay đi nhận quà thì bà rất là vui và đón được cái quà này là về nhà là các cháu được vui, được ăn, được cảm ơn các cháu đấy. Không chỉ riêng bà Hội, 1.000 bà con hộ nghèo, dân tộc thiểu số được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang trao tặng những suất quà yêu thương. Đó như lời động viên, khích lệ tinh thần giúp họ đón Tết đầm ấm, ăn vui hơn. Đây là một trong cái xã Thượng Sơn của huyện Vị Xuyên, một trong những xã khó khăn nhất của huyện Vị Xuyên, ở trên cái đỉnh cao. Khó khăn bà con thì giờ trong này rất là cái từng hộ dân cách xa nhau, mỗi quê một quả đồi là một hộ dân. Đấy, đường đi lại của bà con là rất là khó khăn. Thì cũng thừa lệnh của Hòa Thượng trưởng ban thì cũng vào trong xã này để trao tặng quà cho bà con, để cho bà con được cái giúp cho bà con có cái Tết được đầm ấm, được vui vẻ và được hạnh phúc. Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup là luôn luôn muốn là có thể là lan tỏa cũng như là có những cái suất quà Tết đến toàn bộ nhân dân đang có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh nhà, để mong muốn là mọi người có một cái Tết an vui và tràn ngập bình an. Hành trình gửi xuân đến bà con vùng biên sẽ tiếp tục được triển khai, qua đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc dịp xuân về. Đây cũng là động lực để những người con Phật tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động vì cộng đồng năm 2022 theo thông điệp về từ bi và tình thương của Đạo Phật. Thưa quý vị, giúp đỡ người nghèo đã trở thành nét đẹp văn hóa, mang tính nhân văn và góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết nhân ái của dân tộc, đặc biệt là khi Tết đến xuân về. Với tinh thần từ bi, ban vui cứu khổ, những ngày này thì các cấp giáo hội và các tự viện cả nước đã đồng loạt tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ và giúp đỡ, hỗ trợ cho người nghèo vượt qua khó khăn để vui xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Những nghĩa cử cao đẹp đó đã mang Tết đến gần hơn với tất cả mọi người. Dù mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng bất cứ ai cũng có quyền được đón Tết, được cảm nhận hơi ấm tình người trong năm mới. Trên con đường trơn trượt một chiều mưa ngày cuối năm, bất chấp thời tiết lạnh giá, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ cùng các mạnh thường quân lặn lội đến thăm và trao tặng món quà đầu năm mới cho gia đình ông Hà Văn Đường tại xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Là người khuyết tật, không có khả năng lao động, lại sống cùng người mẹ già yếu, nên sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của anh chị em họ hàng. Những món quà xuân năm mới cùng sự quan tâm, sẻ chia của người con Phật đã mang đến cho gia đình ông một cái Tết trọn vẹn và ấm áp hơn. Chú thầy mới lại các mạnh thường quân đến để tặng quà cho bà mới lại cho bác. Gia đình nhà tôi thì rất là chân thành cảm ơn. Gia đình được đón cái Tết này rất là vui vẻ, mạnh khỏe và đầm ấm hơn các mọi Tết khác. Gia đình ông Đường chỉ là một trong số nhiều hộ dân nhận được sự quan tâm của đoàn nhân dịp năm mới. Món quà tuy chỉ là vật phẩm thiết yếu hàng ngày, nhưng đã kịp thời chia sẻ, động viên, giúp các gia đình có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm hơn. Chư thầy đã có lòng hảo tâm để quyên góp các nhà mạnh quân
để giúp đỡ những người tàn tật, những người nghèo khó, những người nghèo đói của xã Xuân Viên. Chúng tôi có một lòng chân thành rất cảm ơn thầy. Rất là ý nghĩa và xúc động được đón Thượng tọa Thích Minh Nghiêm cùng các Phật tử, các mạnh thường quân đến để trao hơn 50 suất quà cho các cái hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Lương Sơn. Thấy là một cái việc làm nghĩa cử vô cùng cao đẹp để giúp cho các cái hộ gia đình khó khăn của xã Lương Sơn thêm cái động lực để phát triển kinh tế xã hội, và cũng thêm được một cái món quà nó làm cho nó ấm lòng thêm cho các cái hộ gia đình trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Với trái tim yêu thương, bằng tấm lòng từ bi, rong ruổi khắp hành trình, Chư Tôn Đức cùng quý mạnh thường quân đã mang tới một cái Tết ấm no, đầy đủ hơn. Những món quà nhỏ không chỉ giúp người dân đón Tết mà còn chứa đầy tình thương, sự sẻ chia của con người, mang theo lời dạy của Đức Phật lan tỏa đến mọi nơi. Đối với dân tộc Việt Nam thì là người dân Việt Nam thì cái Tết rất là quan trọng. Dù khó khăn những ngày nào đi chăng nữa thì người ta sẽ dành tất cả những cái mà lao động vất vả một năm để chuẩn bị cho cái Tết, để làm sao cho gia đình đón một cái Tết đầm ấm vui. Xuất phát từ cái việc đó mà chúng tôi, về con Phật, thì với cái tinh thần từ bi buông ái vị tha, với như cái truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, thì chúng tôi phải có trách nhiệm ủng hộ giúp đỡ, làm cho để cho tất cả những người có khó khăn để người ta cùng đón một cái Tết đầm ấm vui như tất cả mọi người bình thường. Còn tại ngôi chùa Tâm Ấn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, từ nhiều ngày nay, rất đông bà con Phật tử đã có mặt để tự tay làm mứt Tết dành tặng bà con khó khăn nhân dịp năm mới Nhâm Dần. Hoạt động này trở nên ý nghĩa hơn khi có sự chung tay giúp đỡ của lực lượng công an tỉnh. Ai nấy đều hoan hỉ, hạnh phúc với hy vọng góp chút sức nhỏ giúp bà con khó khăn đón Tết an vui. Cái việc mà hoạt động từ thiện chúng tôi vẫn thực hiện thường xuyên, và đặc biệt là đợt này thì chúng tôi lại phối hợp với nhà chùa để tổ chức làm mứt, rồi cũng như là vận động thêm các cái nhu yếu phẩm như là gạo, mì tôm và các cái vật dụng khác để tổ chức một cái chương trình Tết vì người nghèo ở vùng đồng bào dân tộc. Tuy là món quà là nó nhỏ nhưng mà mình cũng có một cái tấm lòng gửi tới những người nghèo để mong cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn và một cái Tết đầm ấm hơn. Như đã thành thông lệ, cứ mỗi độ Tết đến, ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn lại đứng ra vận động, làm hàng ngàn gói bánh mứt, bánh chưng, gạo và mì để gửi tới bà con dịp năm mới. Năm nay cũng vậy, 1.000 phần quà được tự tay chư ni Phật tử dành nhiều thời gian chuẩn bị để gửi tới người dân khó khăn. Đối với người dân Việt Nam, Tết cổ truyền là ngày lễ thiêng liêng quan trọng. Cũng chính vì thế, mong muốn mang đến người dân khó khăn một cái Tết ấm no, trọn vẹn là tâm nguyện đau đáu của vị ni sư trụ trì này. Qua một cái mùa dịch Covid, thấy bà con rất là khó khăn khổ, mà cái Tết nguyên đáng lại cận kề. Hàng ngày cái cuộc sống mưu sinh, miếng cơm ăn áo đã khó, thì để có được một cái quà Tết để mà làm tiền phục vụ cho Tết thì rất là khó. Cho nên cô đã suy nghĩ và về cùng với Phật tử cũng như ni chúng tại chùa Tâm Ấn để huy động Phật tử khắp mọi nơi cũng như tại thành phố Đà Lạt để làm mứt gừng, mứt dừa, mứt đậu cho bà con có một cái Tết ấm áp, nghĩa tình và đầy ý nghĩa của dân tộc Việt Nam. Những ngày Tết đến xuân về, được đón nhận những món quà bình dị do chính tay chư ni Phật tử chùa Tâm Ấn gửi tặng. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của người dân nơi đây. Cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền khiến cái Tết thật xa vời với họ. Những gói mứt, gói kẹo không chỉ đơn giản là món ăn quen thuộc ngày Tết, mà còn tiếp thêm động lực, sức mạnh để bà con vượt qua khó khăn, an vui đón Tết. Dạ, thì hôm nay em nhận được món quà này, em rất mừng. Còn em cảm ơn quý cô, quý thầy đã giúp đỡ cho nhà em. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều câu chuyện đẹp về những người con Phật với trái tim và tấm lòng từ bi, mang nắng ấm mùa xuân đến với mọi miền Tổ quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm nghìn suất quà Tết ấm áp đã được Phật giáo các cấp trao tặng đến bà con khó khăn các nơi. Đặc biệt, tại các tỉnh Điện Biên trao 3.700 suất quà Tết trị giá 3,5 tỷ đồng. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cao Bằng trao 1.000 suất quà trị giá 600 triệu đồng.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao 1.000 suất quà cùng rất nhiều ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành và các tự viện trên cả nước. Năm 2021, toàn giáo hội đã huy động được hơn 2.554,2 tỷ đồng cho công tác cứu trợ nhân đạo, từ thiện xã hội, trong đó có hoạt động tặng quà cho người dân trong dịp năm mới, từ đó góp phần chăm lo cuộc sống cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Năm mới Nhâm Dần đang đến gần, trải dài từ Bắc tới Nam, những người con Phật dù ở bất cứ nơi đâu đều lặng lẽ góp nhặt niềm vui, sự ấm áp mang tới cho bà con năm mới an lành, hạnh phúc. Trong sáng ngày hôm qua ngày 25 tháng 1, nghi lễ dựng nêu trong Hoàng Cung được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế tổ chức, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu mà cha ông đã để lại. Đây là nghi lễ cổ có ý nghĩa trong đời sống tâm linh, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Dưới triều Nguyễn, tục dựng nêu thường được tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp. Cây nêu được làm bằng tre già. Khi dựng lên, đầu ngọn nêu được treo ẩn tín, văn phòng tư bảo, biểu trưng của việc phong ấn để triều đình nghỉ ngơi trong những ngày Tết. Tục dựng nêu có ý nghĩa mừng Tết và cũng để cầu mong được bình an, mưa thuận gió hòa, dân chúng làm ăn thuận lợi. Đây là một nét văn hóa đặc sắc vừa thể hiện yếu tố văn hóa cung đình, vừa dân gian truyền thống của người Việt Nam. Qua đó, tạo nên điểm nhấn và không khí vui tươi vào dịp đầu Tết Nguyên đán tại Đại Nội Huế và lễ hạ nêu sẽ diễn ra vào ngày 7 Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, thời xa xưa, mùa Tết linh thiêng và trang nghiêm trong cung nên là ít ai được biết. Nhưng nay thì hậu thế có thể phần nào mường tượng được Tết xưa được phục dựng theo tư liệu cổ tại chính nơi mà đã từng diễn ra trong khu di sản Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội. Và đặc biệt là đón Tết Nhâm Dần 2022, lần đầu tiên khu di sản thực hành nghi lễ tiến lịch, một nghi lễ trong cung đình nhà Lê xưa kia. Một trong những điểm nhấn của Tết Cung Đình xưa tại Hoàng Thành Thăng Long năm nay là lần đầu tiên phục dựng thành công lễ tiến lịch. Theo chính sử thời Lê, hàng năm triều đình cho biên soạn lịch công của năm mới, vua Lê phê duyệt rồi truyền cho san khắc in ấn đóng quyển. Đến ngày 24 tháng Chạp, tại sân rồng Điện Kính Thiên, triều đình tổ chức nghi lễ tiến ngự lịch lên hoàng đế. Tiếp đó, nhà vua ban lịch cho bá quan và dân chúng để khởi đầu cho một năm làm việc cấy trồng hanh thông thuận lợi. Nghi lễ đã được dàn dựng công phu để chào đón xuân Nhâm Dần. Tôi được chứng kiến các bạn trẻ trong vai trò của những nhân vật ở thời Lê, chủ yếu là thời Lê. Và các bạn đã tra cứu kỹ lưỡng cái cuốn sách nổi tiếng của nhà bác học Phan Huy Chú, Bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí, Thiên Lễ Nghi Trí, để căn cứ vào đấy mà trang phục, mũ mãng, động tác, vai trò. Trong điều kiện thích ứng và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, khu di sản Hoàng Thành Thăng Long chưa mở cửa đón khách, nhưng các nghi lễ tại đây trong dịp Tết vẫn diễn ra theo đúng truyền thống. Các hoạt động đều được ghi hình để quảng bá trực tuyến, phục vụ công chúng gần xa từ ngày 25 tháng 1 trên website hoangthanhthanglong.vn và trưng bày online.hoangthanhthanglong.vn. Do dịch bệnh Covid cho nên không được đón du khách vào thăm Hoàng Thành Thăng Long thì chúng tôi tổ chức theo hình thức online để nhằm cho du khách hiểu hơn những cái văn hóa truyền thống của cha ông chúng ta trong các cái dịp lễ Tết. Mỗi dịp Tết đến xuân về, các chương trình sự kiện hướng về những nét văn hóa dân gian truyền thống lại được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long như một cách để tôn vinh, lan tỏa tinh thần Tết Việt. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho công chúng, những hoạt động này còn góp phần khơi dậy ý thức, trách nhiệm gìn giữ giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong đời sống đương đại. Với văn hóa Việt thì hình ảnh hổ gắn liền với sức mạnh uy dũng và hiên ngang. Còn trong đời sống tâm linh người Việt thì hổ lại đại diện cho tiền tài, sức khỏe và sự phát triển đến thế hệ sau. Thế nhưng mà vừa trải qua một năm khó khăn bởi dịch bệnh nên là hình tượng hổ đã được nhiều nghệ sĩ sáng tạo với những nét riêng, trong đó thì đặc biệt gửi gắm mong ước năm mới thành công, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Hình ảnh một chú hổ béo với cặp má phúng phính, mặt híp, rực rỡ trong lửa, tay cầm bông sen đầy hạnh phúc. Không thét gầm, nhè nành,
trẻ vuốt mà nở một nụ cười sảng khoái. Nhâm Nhi Dần chính là cái tên của chú hổ con ấy, và đây cũng là dự án con giáp thường niên được Xưởng Nghệ thuật Lâm Phong Studio thực hiện vào năm nay. Mình bắt đầu làm Nhâm Nhi Dần vào tháng 7, trong những cái ngày mà Hà Nội đang giãn cách. Trong cái thời điểm đấy thì mình bắt đầu bắt tay vào làm hình tượng một con hổ có hình củ lạc và đang cười giống như là Phật Di Lặc, thể hiện một cái sự lạc quan, một cái niềm vui. Nên nó cũng giống như là những cái giai đoạn giãn cách, chúng ta cứ từ từ nhâm nhi từng cái giai đoạn thời gian đấy, chúng ta vẫn có thể làm việc, vẫn có thể làm việc theo một cách nào đấy, một cách khác và tư duy tích cực. Mỗi bức tượng hổ được làm bằng chất liệu sơn mài thủ công truyền thống, trải qua nhiều bước kỳ công để hoàn thiện, bắt đầu từ cốt gốm hoặc bột đá, thậm chí là đồng. Các họa sĩ đã sơn lớp lót đen thật dày để bám cốt, sau đó sơn nền đỏ, vẽ hoa văn mây, lửa bằng nhũ vàng, rồi mới đem đi mài. Giai đoạn mài là lúc quyết định sự thành công của tác phẩm. Những lớp sơn mài khéo léo, tỉ mỉ làm hiện dần những nét màu ẩn bên dưới. Bọn mình đều luôn luôn muốn sử dụng những cái vật liệu, những cái chất liệu từ dân gian, từ cái nguyên liệu dân gian về mặt thẩm mỹ đến chất liệu thể hiện đều là từ gốm, từ sơn mài, từ sơn son thép vàng hay là kim loại. Mình sử dụng hệ thống hoa văn từ những cái hoa văn mây lửa trong những cái phù điêu, rồi trong những cái chạm khắc của mỹ thuật cổ. Và khi mình đưa vào trên cái hình con hổ thì có các cái dải mây lửa nó cuộn vào với nhau, thì giống như tay của cái quả Phật thủ ấy. Ôm lấy con hổ thì lúc đấy có thể cái lửa thì nó lại không phải là một thứ nguy hiểm nữa, mà nó lại có thể là một cái điều nó đang bao bọc lấy con hổ. Thể hiện qua nhiều chất liệu như gốm, đồng, hổ lật đật chính là phiên bản đặc biệt và khó thực hiện nhất trong bộ sưu tập lần này của họa sĩ Lê Huy. Qua các cái tạo hình đấy thì mình mong muốn thể hiện một con hổ và không thể bị ngã và có thể đứng dậy. Đấy, trong khó khăn, trong dịch bệnh thì vẫn luôn luôn đứng dậy và vẫn luôn luôn cười, luôn luôn tích cực. Năm 2021 đi qua với rất nhiều biến động, thế nhưng qua hình tượng chú hổ con đã gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc. Chậm lại, ngắm nhìn cuộc sống, nhâm nhi và tận hưởng hạnh phúc, cảm nhận yêu thương nhiều hơn trong năm Nhâm Dần 2022 sắp tới. Đến đây thì bản tin An Viên 24 giờ cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Thaco đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.